Vụ hỏa hoạn bắt đầu xảy ra từ chiều thứ Sáu ngày 4 tháng 8 đã khiến các con đường bị cô lập và người dân Port Bow không có điện, nước, internet và liên lạc điện thoại cũng bị cắt từ sáng hôm qua. 250 lính cứu hỏa và 6 máy bay trực thăng đã được huy động để dập tắt đám cháy. Các nhà chức trách đã sơ tán 140 người, chủ yếu từ một khu cắm trại gần đó. Đã có 435 hecta đã bị cháy. Lực lượng cứu hỏa cho biết tình hình gió to bất lợi đang làm phức tạp thêm hoạt động chữa cháy, đồng thời cho biết thêm ưu tiên của họ là kiểm soát sườn phải của những ngọn đồi để bảo vệ các khu vực có người ở.